Anh em thấy cái chậu này sao anh em? Cái chậu này á, chiều cao của nó là 35 cm nha. 35 cm. Cái miệng á, là phủ bì cũng là 35 cm nha. Phủ bì 35. Cái chậu này á, nếu mà anh em mà ra ngoài chỗ mà bán chậu bán vật liệu để mà trồng bông trồng hoa, nếu mà chậu nhựa anh em mua là 80.000 một cái chậu dài. Còn nếu mà chậu mỏng là 60. Chậu mỏng là mỏng lét 60. Còn chậu dài là 80. Còn cũng cái chậu như thế này mà nếu mà chậu sứ á, 200 mấy 300 ngàn cái chậu. Trong khi đó cái chậu này bằng xi măng nha. Bằng xi măng 35 ngàn cái chậu thôi. Anh em thấy sao? Ok đó nha anh em. Anh em xem đó. Nó cái chậu này là mình đã livestream đúc cho anh em xem rồi, nó là đúc từ cái khuôn rút nha. Thì cái độ sắc nét anh em thấy này, nó rất là sắc sắc nét nha, đó cực kỳ sắc nét luôn. Cái này là nó khó ở cái chỗ là cái khuôn á, tại vì cái khuôn mà làm ra được nó khó lắm. Anh em cứ nghĩ đi, cái chiều cao nó 35 thì khi mà mình tạo ra được cái khuôn là mình phải làm hai hai thớt nha. Thớt ở phía dưới này mình đập riêng, thớt ở phía trong mình đập riêng, tại vì cái lòng trong nó nhỏ quá đó, mình đưa cái búa vô mình gõ bập 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 nó không có đà, cho nên là mình phải làm hai thớt, sau đó bắt đầu mình mới ráp cái khuôn lại. Cho nên là khi mà ráp cái khuôn lại là phải mài với liếc đủ các kiểu, rồi nhiều khi nó bị lõm là phải đắp sắt vô rồi liếc tiếp thì nó mới không có bị gờ, nó không có móp vô. Cho nên là cái khuôn mà làm ra cái chậu này nó mắc hơn so với những cái khuôn khác, cho nên là cái giá trị của cái chậu thành phẩm nó phải ăn theo chứ không là nó không lại cái khuôn nha. Thì anh em nào mà mua chậu kiểu này thì mình sẽ bán này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà anh em mà trồng chậu nhựa nó sẽ không có tốt bằng trồng cái À, vậy hả? chậu xi măng đây nghe. Tại vì tại sao? Vì anh em mà trồng chậu xi măng á thì nắng mà nó rọi vô nè thì ở phía mặt trong á, nó vẫn mát, các cái rễ cám mà nó ăn ở cái mép trong á nó không có bị quéo. Còn nếu mà anh em mà trồng cái chậu nhựa mà nắng mà nó rọi kiểu này nghe, là các cái rễ cám ở gần cái thành chậu á nó quéo hết trơn hết chậu, tại vì nó nóng nó hư. Mặc dù chậu xi măng nó có nhược điểm là nặng thiệt, mà nó đúng là nặng thiệt, nhưng mà trồng cây nó rất là tốt, mà kiểu dáng này thì đúng đúng đẹp luôn anh em. Đây, kiểu dáng đúng đẹp nha. Đó, anh em trồng cúc, thân gỗ, trồng bông giấy, nói chung là trồng các kiểu, trồng thậm chí là lữ hổ lữ đồ, mình ăn gian cái độ cao thì anh em trồng cái chậu này nó rất là tuyệt vời. Chiều cao là 35 nha. Đó, anh em nếu mà cần cái chậu này thì đặt hàng đi, đặt mình ít nhất là 100 chậu trở lên thì mình sẽ đúc để mình giao cho anh em. 35 ngàn cái chậu nha, chưa tính cước vận chuyển nha. Anh em cần thì anh em cứ alo mình, còn không thì anh em đặt cái khuôn, mình làm cho anh em cái khuôn về anh em tự đúc đi. Vậy đi ha. Ha, giờ cũng kết thúc cái video nha anh em.